Tất cả các bạn, mình là Sakven và hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi map của mấy bạn gửi cho mình, hay còn gọi là series fan map. Thì hôm nay mình có 3 map để mà chơi, và hai map là bởi một bạn mới gửi cho mình, còn một map là của một bạn cũ nữa cũng gửi cho mình. Thì map này tên là tên gì để mình coi lại xem nào. Tên map này là Parkour Thần Tốc, mở ngoặc tên, hai bóng đóng ngoặc tên, thì đó gần như là cái tên map. Thể loại này là Parkour bởi bạn Ngụy Trọng Trần. Thì mình vừa thoát ra coi cái Facebook của bạn luôn. Đây mình có 4 cái nút bấm ở đây luôn. Ok, này là link channel, thì mình sẽ để dưới nếu như mình nhớ. Không hát, không chỉ không game mốt 1. Ok, này mình game mốt 2. Chơi ở What? Chơi ở game mốt 0. Ok. Đó. Rồi, bấm đi, bắt đầu. Bấm hết nút trước khi bắt đầu. Ok, vậy mình bắt đầu ở đâu? What? Trời ơi, bạn gõ nhất đây nè. Bạn phải dùng một cái nút hay cái gì, cái tấm áp lực là bạn để comment block ở dưới, chứ đừng có bắt người ta phải dùng TP được. Này hơi bị không được á, nên bạn rút kinh nghiệm. Ok. Rồi, mình sẽ tới đây. Nhớ tự checkpoint giùm em. Ok. Bạn khi bây giờ nha, khi mà bạn ấn cái nút hoặc dẫm vô tấm áp lực thì bạn sẽ để cái comment block, chứ cái comment block đó là TB. Rồi sau đó bạn đặt cái đá đỏ, cái gì đó mình quên rồi, sau đó bạn dùng checkpoint hoặc là spam boy á. Ok, spam boy này là parkour đúng không? Ok, lỗi nào của bạn. Bạn phải thử che map nữa. Khi mà bạn nhảy xuống á, là bạn dạng như là phải để mấy cái gì ta, dạng như là phải thang nè để mà mình leo lên lại, hoặc là để chỗ này để mình leo lên lại, hoặc là bạn để đập 3 block ở đây là bạn sẽ nhảy xuống cái gì ta, the void gì đó, rồi sau đó bạn từ từ chết. Ok, tại vì đây là map đầu, có thể là map đầu tiên bạn làm hay sao đó, nên bạn cũng nên có kinh nghiệm. Ok. Ơi, lắc biết ngay mà. Sẵn tiện nha, mình đang tải cái mod pack, mình đang tải cái mod pack cho mấy bạn biết rồi đó, series mới, nên bây giờ series mới nên ok, mấy bạn có nhiều mod pack nên mấy bạn thư tốt thôi. Với lại mình xin lỗi cái Sky Factory nha, tại vì á là cái launcher để mà chơi cái mod của mình tự nhiên nó bị lỗi sao á, mình không thể nào cài đặt mod pack hoặc là chơi lại cái map nữa. Cái này mình phải cái mod 1, cũng xin lỗi bạn, nhưng mà mình phải chơi nhanh nhưng kỹ để mà mình còn chơi với mấy bạn khác nữa. Ok, xin lỗi vì đây là lần đầu làm map nên hơi dở, vậy là kết thúc. Ok, giờ mình sẽ mình game mốt một sẵn rồi. Ok, bạc cô bạn làm chỉ là dạng trung bình, không phải là giỏi, không phải là tốt, tại vì có thể mình biết đây là lần đầu tiên bạn làm map nên mình sẽ nói vài cái bằng sửa cho map bạc cô tới. Bạc cô mấy cái đạn để block ở đây cũng được, mặc dù làm bạc cô hơi dễ nhưng mà mình có thể biết từ đó. Ok, bắt đầu hơi lắc rồi, không biết sao nữa. Nên mình có thể thông cảm cho bạn vì việc này, và bạn biết dùng comment block ở đằng kia nhưng mà bạn lại không biết dùng cái comment block để mà TP, không hiểu sao bạn lại không làm nữa. Với lại mình biết bạn lần đầu làm nên bạn làm map dài hơn nha. Ok, cảm ơn bạn đã làm map này cho mình, và mình sẽ chơi tiếp map thứ 2 của bạn. Ok.
Cái mình đã trở lại và mình đang chơi map Skyblock 2. Gần như là Skyblock 2 của bạn vừa bạn Nguyễn Trọng Trần. Hồi nãy mình vừa chơi map của bạn á, thì đây là map sinh tồn. Với lại khi mà mình nhắc nha, mấy bạn gửi map cho mình thì và mấy bạn chơi cho map ngắn hoặc dài bình thường thôi. Nhưng mà mình cũng mong là đây là map dạng như là dễ. Ủa lộn, ngắn ngắn chút. Ok, mình sẽ có chai kinh nghiệm ngay từ đầu, không biết dùng vì sao nữa. Ok, hút xì kê. Yes. Wow, mưa. Ok, giờ chặt cây. Mình phải chặt cây cho thật là nhanh. Ok, giờ mình có cái đảo đằng kia thì mình nghĩ là mình nên đây ta dạng như là chắc là mình phải đào tới đó chăng. Ok, mình biết đây là máy farm đá. Ok, fuck. Giờ theo ý mình thì khi đây là máy farm đá thì mình có một cách nữa để mà cái đá nó không bị rơi vô lava. Nhưng mà đây chưa chắc đâu nha. Đó, làm dạng vậy á. Ok, để xem nào. Bây giờ mình sẽ cố gắng đào thật là nhiều stone, đá gì đó mình quên. Tự nhiên đôi lúc mình quên từ tiếng Việt của nó nữa. Ok, dạng thế là survival. Mình không biết nói gì khi chơi mấy cái map survival nữa. Ok, giờ mình coi làm được chưa. Đó, giờ mình mong như đây tới nổi. Ok, ok, ở đó cái gì? Cái đó đi giữ cát nè. Ok, bạn dùng cái đó giữ cát. Nhưng mà có một cái nhiều thứ mà bạn chưa biết để mà làm này. Mặc dù không, bạn không cần phải làm cái đó cho lắm, nhưng mà bạn lỡ làm mình thôi kệ. Cái gì đây? Ok, bây giờ mình phải đi vô Nether làm gì đó. Cái xây, cái xây cái một cái cổng Nether thôi. Yes. Ok. Chưa lộ. Rồi bạn ơi, bạn đưa thiếu cho mình rồi. Xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bạn phải đưa mình 10 cục. Hoặc là nhiều nhất là bạn phải đưa mình khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 mấy cái á. Ok, ok, giờ đây, lẽ ý của bạn là mình phải làm như này nè, đúng không? Cầu lửa vô, xem coi mình vô được có gì. Dẫn lên tải địa hình. Ôi trời ơi, cái khung hình đẹp quá. Ok, vô đây thôi, không cử động được. FPS của mình vẫn giờ mình sẽ đi trở lại. Ok, giờ mình nhận xét mo cái map sinh tồn này của bạn nha. Skyblock là bạn đôi lúc là bạn đừng có, ví dụ nha, đôi lúc bạn không nên để cái này. Ok,
Ok, để là và dây này bạn nên để băng và xô dung nham để mà mấy người chơi của bạn tự làm với cái đây. Nếu mà mấy bạn nếu như bạn không biết á thì có một cái blog tên là Bear Phật, có một cái blog tên là Barrier, nó hay còn gọi là rào trắng. Thì đây là một loại blog vô hình, bạn có thể đặt xuống nè sẵn tiện á. Đúng rồi, sorry, bạn đặt xuống thì nó vô hình nhưng mà nó vẫn giữ được đấy chứ, là giữ được cát cho bạn, nên tới lúc bạn không cần tới mấy cái đó cho lắm. Nên ví dụ cho bạn á, với lại mình chưa hiểu câu chuyện của cái không phải đôi lúc khi chơi Master sinh tồn thì bạn nên phải có cốt truyện cho nó giống như Sabinson vậy đó. Với lại là tự nhiên mình vô Nether, mình biết ý bạn, với lại bạn nên cứ ý tưởng cái Sky Block, mà Sky Block không phải là map của bạn nên bạn không thể nào cứ ý tưởng được. Nên mình mong bạn cố gắng lên trong những map lần sau nha, cố làm cho nó hay hơn chút. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp một cái map nữa, ok? Và mình sẽ trở lại những map tiếp theo. Và map này tên là map tìm cái nút. Bởi bạn gaming kiệt thì nếu như mình nói thế là mấy bạn sẽ quen lắm. Tại vì á là bạn ấy đã gửi cho mình trong 3 tập hoặc ủa lộn 2-3 tập gì đó là bạn gửi mình rất là nhiều. Nên mình cảm ơn bạn nha. Gaming kiệt có mấy cái lỗ ở đó mình không hiểu sao, chắc là do mình đập tay không đập nè. Đó chưa, quá dữ luôn. YouTube Red Ender Gaming mấy bạn nhớ coi nha. Gaming kiệt chế độ bình yên mình đã chỉnh 1.8 trở lên. Red Ender Gaming và 0H0 chỉ 0 game mode 1. Ok, đây là gì đây? Lưu ý sẽ có hai cái nút, một cái là kill, một cái là TP, có nghĩa một cái là sẽ cho bạn chết, một cái là bạn sẽ qua màn kế tiếp. Thể loại parkour và tìm tiểu map có sát vòng, chút chơi vui vẻ vậy. Ok, mới vô mình đã bị cái nè, giờ đã thấy này. Ok, đây là sẽ một nơi khá giấu cực kỹ á. Cái gì dưới đây? Không có gì hết. Uống một cái nút. Yeah, đúng ngay tên gọi luôn. Ok, em phải nút đó. Nút đó có thể đâu. Nghe tiếng lava. Đây nè. Key. Ok, bắt cô. Hay. À, sẵn tiện mấy bạn có kêu mình nên tể resort park vô đúng không? Ok, mình sẽ để resort park vô luôn. Ok, đó, đẹp hơn chút rồi đó. Ok. Hay. No. Các bạn thấy cái lửa nó không chuyển động tại vì mình làm animation up để mà mình quay đỡ lắc hơn tí. À, có bạn hỏi là tại sao khi di chuyển tay mình không cử động đúng không? Là do đâu rồi? Đây động tầm nhìn nè, đó. Đây động tầm nhìn thì nó mới đó đó, tay mình mới di chuyển. Là không biết làm vậy có tăng FPS không nữa. Nên ok. Ok, vậy mình sẽ giữ này luôn. Nếu như mấy bạn không phiền. Chừng nào mình thấy lắc lắc anh. Có thể sống, có thể sống. Ok, mình sống rồi. Mình sống rồi, mình sống rồi. Bạn bạn mình sống rồi. I have parkour. Ok, mình nên để mấy cái này lên chút. Ok, vậy chắc được rồi. Đó. Ok. Mình nghĩ mình nên on chơi ngay cái này tối thiểu rồi. Đó, không lắc lắm và mình lại dở tệ hơn chút rồi hoài. Ok, mà resort park này là do bạn map hồi nãy mình sorry bạn, mình quên tên bạn rồi, có cái đó đâu không biết có gì không nữa. Ok, nên cảm ơn bạn nha. Resort park khá đẹp ra. Ok, sao mình bật cô dở vậy? Ok, hey. Yeah. Oh yeah. À lê lê lê. Sao mày không nhảy sắc ven? Tại sao?
Ok. Rồi đó. What? Ok, mình nghĩ mình đang làm tốn thời gian rồi. Ôi trời, sắp tối rồi. Fuck. Time set day. Sao? Đã được đó, trời ơi, trời. Ok. Cái nút kia kìa. À, sẵn tiện mấy bạn có hỏi tại sao mình là cái sum nữa không? Được đúng không? Là do mình cài Optify. Mà Optify nó hỗ trợ luôn cái chế độ sum luôn á. Đó. Ok. Giờ nó có thể ở đâu? Không cái lỗ. What the Go. Phản bội. Ok. Năng ở đâu? Ở đây nè. Hiểu rồi. Bấm nút. Màn cuối. What the fuck? Bắn đùa mình hả? What the fuck? Ok, mình sẽ bắt đầu từ đây chạy tới chỗ này. Từ đây chạy vòng quanh tới chỗ này. Đó. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn trong một giờ nữa. What? Thề luôn á, mình thử tất cả các nút rồi mà. Mình thử tất cả các nút rồi mà. Ủa? À. Cái bạn gaming kẹt lỗi của bạn đây khá là rõ ràng đó. Bạn quên chỉnh địa điểm để mà TP mình. Ok. Mình không biết bạn định dịch chuyển mình đến đâu nên mình sẽ tạm thời bấm nút. Ok, mình đi tìm, hình như đằng sau phải không? Đó, cái phòng màu đỏ. Ok. Mình đã TP được đấy. End game, yeah. Kết thúc game rồi. Để thấy map hay thì đừng quên bỏ lại một sub thành phần play in. Fuck. What? Ok, giờ mình sẽ nhận xét map của ba bạn đây. Ok. Map của ba bạn làm cũng được. Cũng được thôi chứ không phải là giỏi lắm đâu, mặc dù gaming bạn gaming kia làm cũng ở bậc giỏi. Còn bạn hai map trước mình chơi là không được cho lắm. Thứ nhất nha. Xin lỗi, mình quên tên bạn rồi, xin lỗi. Là map đầu tiên là parkour. Mình biết đây là lần đầu bạn làm. Thì parkour đó không có gì là không có gì sáng tạo, bạn phải làm gì đó để nó sáng tạo lên. Chứ parkour như vậy mình không hiểu luôn á. Ok, và cái map Skyblock 2. Thứ nhất, cứ bí tưởng của người ta không hay. Nhưng mà bạn có thể làm tên tiếng Việt cũng được, như là Hòn Đảo Bay hay gì đó. À, vậy Hòn Đảo Bay hay gì đó, chứ đừng có đặt tên Skyblock 2. Thứ nhất cướp ý tưởng. Thứ hai, lúc mình vô Nether á, mình biết mình đã từng chơi Skyblock với FE rồi, là khi mình vô Nether là nó sẽ có một cái, mình vô đúng cái hòn đảo nó khoảng sao có cái Nether 6x6 rồi à. Chứ mình vô là nguyên cái Nether, bạn quên làm luôn. Mình nghĩ là có comment làm vậy nhưng mà mình quên luôn rồi, mình cũng biết làm sao nữa. Nên chúc bạn may mắn lộn. Chúc bạn làm để map hay hơn nha bạn. Còn gaming kiệt thì bạn cứ cũng cố gắng lên đi. Cứ làm những cái map kiểu này là cũng được. Với bạn gaming kiệt bạn cũng nên trang trí đi. Tại cũng được cái lắm. Bạn cũng phải tập trang trí chứ đừng. Tự nhiên mình mỗi lần làm map là bạn lại ra xuất ra một cái map cho mình chơi. Còn mình cũng biết đây phải map của bạn không nữa. Ok. Mình góp ý kiến vậy đó. Và
Và cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Đừng quên, nếu thấy video này hay, đừng quên nhấn like và subscribe channel của mình để ủng hộ mình rất là nhiều. Và hãy nhớ, nếu bạn nào muốn có map mà tự làm map và muốn ai đó chơi thử thì được, thì đừng ngần ngại gửi cho mình cũng chơi thử luôn. Map ai gửi mình cũng chơi thử hết. Ok, và mình cũng sẽ để link ba cái map này ở dưới. Và bye bye.